đến bước bài đừng lo nhé có anh đây. Gồm 8 tổ hợp, mỗi tổ hợp 8 bước. Bắt đầu bằng chân phải. Chân phải thì tay trái mà chân trái thì tay phải các bạn nhé. Tổ hợp 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 và 4 và 5 và 6 7 8 6 2 3 và 4 và 5 và 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Lượt đầu tiên thì mình nhảy thêm 4 bước này nữa, còn lần sau mình không cần phải nhảy thêm 4 bước này nữa các bạn nhé. 1 2 3 4 hết bài. Chân phải tay trái mà tay trái chân phải các bạn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8 5 2 3 và 4 và 5 và 6 7 8 6 2 3 và 4 và 5 và 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8. Ngày lượt đầu mình thêm 4 tổ hợp này, còn những lần sau mình không cần phải thêm nữa các bạn nhé. 1 2 3 4 hết bài.